Chúng ta nhìn vào uh, tài liệu liên quan tới Bitcoin đi, sau đó chúng ta sẽ nói về tình hình của Bitcoin như thế nào và so sánh với Ethereum thì bước kế tiếp thường nghĩ là sẽ ra sao. Các bạn thấy được chúng ta nhìn vào Bitcoin đi thì tài liệu cũng tương tự như là Ethereum, chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin được đẩy vào so với lại rút ra những sàn giao dịch như thế nào thì chúng ta uh, nhìn vào trong thời gian chỉ vài ngày qua thì các bạn thấy được là cũng tương tự như Ethereum không có gì đáng nói hết cái số lượng Bitcoin đẩy vào sau rút ra đây thì không đáng kể các bạn thấy được là những cái thanh màu đỏ này không có cao không có sâu như là những cái đợt trước đây như là các bạn thấy được là dạ sử chúng ta lấy cái ngày gần đây là ngày 18 tháng 4 đi có tổng cộng là 40.000 Bitcoin rồi khỏi sàn chúng ta thấy được là ngày 17 tháng 4 thì có 63.000 Bitcoin rồi khỏi sàn so với đưa vào thì tình hình bây giờ cũng không gọi là quá đặc biệt liên quan tới Bitcoin ở trên sàn Nhưng mà Bitcoin đó thì các bạn thấy được là mặc dù là sau khi mà điều chỉnh trở lại đó Chúng ta vẫn không thấy là Bitcoin tiếp tục đẩy lên trên những cái sàn giao dịch Các bạn thấy được là sau khi mà cái đợt điều chỉnh gần đây đó Chúng ta có thêm một chút xíu Bitcoin đẩy lên trên sàn Nhưng mà so sánh trong thời dài hạn thì cái số lượng Bitcoin có thêm trên sàn này không đáng kể Và sau đó thì các bạn thấy được là tình trạng là cũng đi hàng ngang trong thời gian mấy ngày qua Bitcoin đó tình trạng ở trên những cái tài liệu on chain thì cho thấy cũng khá là im lặng ở thời điểm hiện bây giờ nhưng mà bây giờ đó thì nhiều bạn nói là có thể là Bitcoin sẽ không tăng nữa chúng ta bây giờ đã bước qua cái giai đoạn mới đó chính là giai đoạn những cái all không tăng trưởng Bitcoin có thể đã tới đỉnh rồi thường thì không nghĩ như vậy để thường chia sẻ với các bạn tài liệu liên quan đến tại sao không nghĩ như vậy những gì đã xảy ra trong thời gian trước đây chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới Ethereum đi thì bây giờ là giá là 3373 thì chúng ta thấy được là Bitcoin thì giá bây giờ là bao nhiêu? Giá bây giờ là 54.916 thì chúng ta thấy được đó là gần đây chúng ta lại nghe nói tới rất nhiều những thông tin Twitter thì bây giờ là các bạn thấy là rất là sôi động liên quan tới Ethereum khi nào mới có thể qua mặt được Bitcoin Ethereum bây giờ hoàn toàn có cơ hội để có thể xóa ngôi Bitcoin Các bạn cũng đã biết là trong cái thị trường Bitcoin này đó có một nhóm người gọi là Bitcoin Maximalist Đây là những người mà chỉ tin tưởng về Bitcoin mà thôi Thuận thì cũng tin tưởng như Bitcoin, nhiều bạn cũng tin tưởng vào Bitcoin nhưng mà Thuận không phải chỉ tin vào Bitcoin, Thuận tin vào Bitcoin và nhiều đồng khác. Nhưng mà các bạn thì được là có một số người chỉ tin tưởng vào Bitcoin mà thôi. Thì bây giờ đó có khá là nhiều cái sự tranh cãi liên quan tới là Bitcoin vẫn là cái đồng đứng đầu và sẽ mãi mãi là đồng đứng đầu và không có bất cứ một altcoin nào sẽ thấy được. Một bên thì nói là Tây Nguyên bây giờ là hoàn toàn có thể là xóa người Bitcoin. Thông tin này rất là quen thuộc chúng ta cũng đã nghe nói tới năm 2017 và bây giờ đó thường cảm thấy là cái cảm giác của năm 2017 cái cảm giác sôi động của hè năm 2017 đã bắt đầu có lại nhưng mà nào mà đã ở trong thị trường này cái đợt tăng trưởng của 2017 thì cũng đã biết là cái cảm giác như thế nào trong cái đợt tăng trưởng gần đây đó các bạn thấy là bitcoin 10.000 lên 20.000 lên 30.000 lên 40.000 lên 50.000 lên 60.000 đó thì đương nhiên rất là sôi động nhưng mà cái cảm giác mà các bạn thức dậy ngày nào cũng như là một bạn đã comment là ngày nào thức dậy cũng giống như là chúng số vậy các bạn được là chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn cho ta đừng nói tới đồng nhỏ nhưng đồng lớn thì trong vòng chỉ có 7 ngày qua thôi các bạn thấy được là Ethereum tăng 27%, Binance tăng 11%, Dogecoin tăng 115% các bạn thấy được là những đồng mà tăng trưởng mạnh trong tháng 100 này các bạn thấy là team Classic tăng 130% OKB tăng 121%, Wave tăng 77%. Hầu như là các bạn thấy được là ngày nào thức dậy thì cũng có những cái sự tăng trưởng rất là mạnh à, và những đồng mà các bạn ít nghe nói tới bây giờ cũng đang pump mà dù là không có thông tin gì Rồi là nổi bật cũng đang pump thì bây giờ thì cái cảm giác là cái mùa all sôi động đó đã đến và đương nhiên đã tiếp tục có được những cái lời nói là Ethereum sẽ có thể xóa ở Bitcoin và thật ra đây là trang web mà trước đây thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn năm 2017 đó có một cái thời điểm như bạn cũng đã nhớ là thời điểm mà tháng 6 ngày 18 tây đây là cái biểu đồ như bạn cũng đã quen thuộc là biểu đồ này là biểu đồ là Bitcoin đó là có bao nhiêu phần trăm thị phần trên thị trường so với lại Ethereum cái đường mà màu xanh đậm và như bạn có đã nhớ đó chính là cái thời điểm ngày 18 tây tháng 6 lúc đó thì Bitcoin chiếm thị phần thị trường là 37,84% và Ethereum là 31,77% và thời điểm đó, đó trang web này được lập ra để cho mọi người coi coi là khi nào thì Ethereum mới sóng ở Bitcoin và đây là một trong những cái đặc trưng của thị trường crypto này mỗi lần mà chúng ta thấy được là cái mùa tăng trưởng thì mỗi mùa tăng trưởng đều có sự khác biệt nhưng mà cũng có nhiều điểm tương đồng như là các bạn thấy là Bitcoin sẽ tăng trước sau đó chúng ta sẽ thấy altcoin, sau đó chúng ta sẽ thấy những altcoin nhỏ hơn tăng trưởng và sẽ có những cái sự kiện như là khi nào Ethereum mới qua mặt Bitcoin thì trang web này bây giờ cho thấy được là vốn hóa của Ethereum so với Bitcoin đó thì chúng ta có cái cơ hội là 37,9% nghĩa là chúng ta cần phải thấy Ethereum bây giờ chỉ có 1 phần 3 cái tổng số mua hóa Bitcoin mà thôi phải tăng lên khoảng chừng là gấp 3 lần thì mới qua mặt được Bitcoin à, và các bạn thấy được là so với lại cái số lượng mà giao dịch trong vòng 24 giờ qua đó thì Ethereum và Bitcoin đó cũng gần như là ngang hàng nhau Ethereum là 89% của tất cả giao dịch khi mà so với lại Bitcoin các bạn thấy được là so với lại cái số tiền thưởng khi mà thợ đào đào Bitcoin và Ethereum thì cũng gần như là ngang nhau các bạn thấy được là Bitcoin 100% thì team là 94,3% thì các bạn thấy được là tuy là Bitcoin đó khi mà ra đời năm 2019 chín thì đương nhiên Bitcoin đồng đầu tiên thì mới đầu là chiếm tỷ lệ 100% sau đó nhiều năm vẫn chiếm tỷ lệ là rất cao là hơn 90% cho đến khi nào cho đến ngày 24 tây tháng 2 năm 2017 đó lúc đó bắt đầu từ cái mức là thì phần Bitcoin là 86,74% đã đi xuống từ từ và cứ đi xuống từ từ nhưng mà khi mà chúng ta thấy được là cái mùa All Coin Season à, bắt đầu đó Thì lúc đó thì phần Bitcoin sẽ xuống dưới 50% Lúc mà thường chia sẻ cái ý nghĩa này đầu tiên đó, Thì có thể nhiều bạn cảm thấy là làm sao mà có chuyện này xảy ra Nhưng mà đã xảy ra hầu như là đợt tăng trưởng nào thì cũng như vậy mà thôi Bitcoin thì phần trước đây là 67% và bây giờ các bạn thấy được là thị phần chỉ có 45,5% mà thôi Và cái phần trăm này có thể tiếp tục đi xuống Nếu như chúng ta có một cái mùa altcoin rất là mạnh Bây giờ Ethereum chiếm tổng số vốn hóa là 17,3% ở thời điểm hiện tại Thì có phải là Bitcoin sẽ không tăng trưởng nữa hay là không? Thì không nghĩ như vậy Tại vì các bạn thấy được là trước đây tình hình như thế nào? Tình hình là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đợt tăng trưởng của năm 2017 đi tình hình thì các bạn thấy được là Bitcoin tăng trưởng đường màu vàng này tăng trưởng giá cả tăng trưởng vốn hóa tăng trưởng nhưng mà thời điểm đó thì những o cũng khá là ảm đạm các bạn cũng nên nhớ là có cái thời gian là nhiều bạn đã thấy được là quá buồn tại vì Bitcoin thì cứ phá đỉnh mới, phá đỉnh mới những thời điểm như là tháng 10, tháng 11, tháng 12 mà những o cứ nằm yên một chỗ. Tại vì các bạn cần phải nhẫn nại. Lúc nào chúng ta cũng thấy cái chu kỳ này lặp lặp lại như vậy mà hết. Tại vì tiền vào Bitcoin bị kho tăng trưởng Bitcoin tăng trưởng xong đó thì các bạn thấy được là sau đó nhiều người lại muốn có cái phần trăm tăng trưởng mạnh nữa cho nên họ mới đẩy tiền qua altcoin bắt đầu từ altcoin lớn tới altcoin trung tới altcoin nhỏ hơn thì sau đó các bạn thấy được là cái phần trăm vốn hóa Bitcoin sẽ đi xuống và phần trăm vốn hóa của altcoin tăng lên tại vì giá cả nhiều allcoin tăng lên và có rất nhiều altcoin cho nên khi mà giá cả tăng lên thì những altcoin thì sẽ chiếm cái phần trăm À, vốn hóa của bitcoin trên thị trường. cho nên chúng ta mới có cái tình hình là vốn hóa thị trường của bitcoin giảm xuống. nhưng mà sau đó tới một mức nào đó, đó thì sẽ có nhiều người chốt lời uh, và không tiếp tục giữ những altcoin này tại vì họ đã có lời quá nhiều, có lời một 200%, phần trăm, hai trăm phần trăm, ba trăm phần trăm trong thời gian chỉ có vài tuần mà thôi. thì tiền sẽ được đẩy dây đâu? đương nhiên là một số là có thể chốt lời ra khỏi thị trường. số còn lại thì có thể được đẩy ngược trở về bitcoin. cho nên chúng ta mới thấy cái tình hình là sau đó giá bitcoin lại tăng trưởng sau đó tăng trưởng tới một mức nào đó thì các bạn thấy được là Bitcoin tăng trưởng quá nhiều, thu hút thêm nhiều người mới vào, tiền mới đi vào thị trường này, sau đó là đầu tư vào Bitcoin giá tăng trưởng, sau đó lại cũng như vậy, nhiều người sẽ đi tìm kiếm những altcoin để có được phần trăm tăng trưởng tốt hơn thì phần trăm của Bitcoin thị trường lại sẽ giảm xuống và altcoin sẽ tăng lên và cứ liên tục như vậy các bạn thấy được là đây là cái tình trạng sẽ đập đập lại rất là nhiều lần trong một mùa tăng trưởng. Cho nên tình hình bây giờ đã tối với thường chúng ta cũng giống như là hồi tháng 6 tháng 7 của năm 2017 Thời điểm hè đầy sôi động đó Bây giờ lại có rất nhiều người nói là Ethereum sẽ xóa ngôi Bitcoin Và phần trăm vốn hóa Bitcoin sẽ đi xuống Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ thấy tới mức nào đó Những cái đồng altcoin có thể ngừng tăng trưởng Hoặc thậm chí là có thể là đi xuống Để cho làm gì? Để cho chúng ta thấy được là Bitcoin có sự tăng trưởng đột phá mới Và sau đó lại có nhiều người mới tham gia vào Tại vì Bitcoin là cái thương hiệu hàng đầu ở trên thị trường hiện bây giờ Và cứ liên tục như vậy Đó là một cái mùa tăng trưởng cho nên nhiều bạn ấy, thì nói là Bitcoin có thể là không tăng trưởng nữa thì không nghĩ như vậy Dựa theo lịch sử của trước đây chúng ta sẽ thấy uh, Bitcoin tăng trưởng sau đó là O tăng trưởng sau đó Bitcoin điều chỉnh Rồi O điều chỉnh rồi sau đó là Bitcoin tăng trưởng rồi sau đó là Bitcoin đi ngang rồi O tăng trưởng Cứ như vậy liên tục trong một mùa tăng trưởng Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Nhìn vào một cái tài liệu khác được chia sẻ bởi Ryan Watkins ở trên Twitter tại vì cũng khá là thú vị các bạn thì chúng ta cũng đã từng nhìn vào cái mô hình gọi là mô hình tâm lý thị trường à, nhưng mà mô hình này đây thì cũng tương tự như vậy nhưng mà cách sắp xếp thì khác khá một chút thì các bạn thì được là sắp xếp đó. chúng ta nhìn vào từ trái qua phải đi thì chúng ta có đầu tiên là chúng ta có giai đoạn gọi là smart money smart money này có nghĩa là tiền của những người đi đầu những người thông minh thường nó là những người này là những người mà sáng lập ra những cái dự án những người mà đầu tiên tin tưởng vào bitcoin sau đó chúng ta thấy được giai đoạn thứ nhì đó chính là institutional investor đó chính là cái giai đoạn mà nhiều nhà đầu tư lớn tham gia vào Kế đó là giai đoạn mà public nghĩa là những nhà đầu tư thông thường tham gia vào và các bạn thấy được là bên dưới này là chúng ta cũng có bốn cái giai đoạn đây là bốn cái loại tiền bên trên này là ba cái loại tiền tham gia vào thị trường này đến từ đầu và bên dưới này là bốn cái giai đoạn thì bốn giai đoạn của mùa tăng trưởng chúng ta có giai đoạn đầu tiên gọi là stealth phase giai đoạn này đó các bạn có thể nghĩ là một giai đoạn nhàm chán một giai đoạn tàn hình không ai quan tâm đến hết sau đó chúng ta có giai đoạn thứ nhì gọi là awareness phase đây là giai đoạn gọi là nhận thức nhưng bắt đầu có một số người đi đầu đã nhận thức ra được là có cái gì đó sắp sự xảy ra Cái đó là mania phase Đây là cái giai đoạn gọi là giai đoạn hưng cảm Giai đoạn mà thị trường rất là sôi động Và cuối cùng là blow up phase Đây là giai đoạn gọi là cái giai đoạn tên lửa Sau đó thì tên lửa đi trở xuống kết thúc một tăng trưởng đây là bốn giai đoạn bên dưới và bên trên này các bạn thấy được là chúng ta thấy là cái mô hình của giá cả sẽ hoạt động như thế nào thường thì chúng ta thấy là bắt đầu giá cả tăng lên sau đó chúng ta sẽ có những cái đợt um, sell up đầu tiên những cái đợt mà các bạn thấy là chúng ta thấy giá khi mà lên tới 20.000 đô trên Bitcoin thì lúc đó nhiều người cũng không tin tưởng chúng ta thấy có những đợt điều chỉnh trước khi mà thật sự chinh phục 20.000 đô. Tại vì sao? Tại vì đây là cái thời điểm mà nhiều người cũng không tin. Đây là một đợt tăng trưởng, cho nên nhiều người chốt lời. Và thường đó những người nào mà sốt thị trường này thời điểm đó gọi là bear trap, nghĩa là đã bị lừa. Tại vì thị trường đang trên đường tăng trưởng và chúng ta tới giai đoạn kế tiếp gọi là media tension, nghĩa là, giai đoạn này là cái giai đoạn mà những cái tổ chức đầu tư truyền thông rất là quan tâm đến, chú ý đến thị trường này. Và hiện bây giờ đó dựa theo tình hình thì nhiều người tin tưởng và chúng ta chỉ nhìn riêng vào biểu đồ này đó thì các bạn cần phải là chia ra là chúng ta đang nói tới Bitcoin hay là altcoin tại vì Bitcoin lúc nào cũng sẽ đi trước cho một cái chu kỳ sau đó mới tới altcoin cho bạn có nên nhớ là năm 2017 đó Bitcoin đạt cái đỉnh 20.000 đô sau đó rồi 3 tuần sau 4 tuần sau thì altcoin mới đạt cái đỉnh rồi sau đó tất cả mới đi xuống cho nên Bitcoin này cũng đi trước trong chu kỳ. Thì đối với Bitcoin đó, tôi nghĩ đây chúng ta bây giờ đã bắt đầu bước qua cái giai đoạn gọi là media attention. Đây là cái giai đoạn mà rất nhiều những cái công ty truyền thông rất là chú ý đến hầu như ngày nào CNBC cũng nói về Bitcoin, ngày nào cũng có những bài viết lớn nói về Bitcoin, ngày nào Bitcoin cũng được nhắc tới hết. Đây là cái thời điểm mà các bạn thì được những nhà đầu tư lớn đó đã coi như đã đầu tư Bitcoin xong rồi Bây giờ là họ chuyển qua đầu tư vào Termium và quan tâm đến những cái altcoin khác Nhưng mà bây giờ thì thị trường nói chung đó, những người bình thường mới bắt đầu là quan tâm đến Bitcoin Tại vì bây giờ Bitcoin được nói tới rất nhiều trên những cái đài truyền thông Kế tiếp đó là cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn hăng sai, hăng hái, hưng phấn Giai đoạn kế tiếp nữa là cái giai đoạn gọi là giai đoạn tham lam Tiếp đó sau giai đoạn tham lam là cái giai đoạn gọi là ảo tưởng Ảo tưởng này có nghĩa là sẽ không bao giờ chúng ta thấy một cái bear market nữa, sẽ không bao giờ chúng ta thấy một cái mô đồng crypto nữa. Và trên đỉnh, khi mà giá đạt đỉnh, cái này gọi là một cái mô hình mới. Nhiều người nghĩ là chúng ta đã bước qua mô hình mới rồi, đây là một cái chu kỳ sẽ không có cái đợt đi xuống. Sau đó khi mà giá bắt đầu đi xuống, chúng ta sẽ đi vào tình hình gọi là phủ nhận, không tin là chúng ta sẽ có đợt đi xuống này kế tiếp thì giá sẽ điều chỉnh lại các bạn cũng nên nhớ điều này cũng đã xảy ra khi mà chúng ta thấy được là giá của Bitcoin từ 20.000 xuống còn 10.000, 10.000 lên tới 17, 18.000 thì nhiều người nghĩ là bây giờ chỉ là một đợt điều chỉnh mà thôi nhưng mà thật ra đây là một cái cú lừa nhưng mà nào mà tin là điều chỉnh đi mua vào thì sẽ bị sụp sau đó và sau đó chúng ta đã biết những đợt đi theo đó là sợ hãi đầu hàng và tuyệt vọng sau đó chúng ta lại bắt đầu một mùa tăng trưởng mới thường đã chia sẻ với các bạn đó chúng ta đối với bitcoin đó chúng ta đã bắt đầu đi vào cái thời điểm là media tension thời điểm mà rất nhiều những truyền thông quan tâm đến và từ từ hướng tới hướng tới đây là cái thời điểm gọi là thời điểm hăng hái thời điểm rất là sôi động của thị trường trước khi chúng ta bước vào thời điểm tham lam các bạn thấy được là càng đi sâu vào mùa tăng trưởng đó trước khi kết thúc đó thì giá tăng càng mạnh và giá tăng càng mạnh mà chúng ta nhìn vào bitcoin đi thì tên bây giờ đó bitcoin vẫn chưa đến cái thời điểm đối với thuận bản thân cá nhân của thuận không nghĩ chúng ta đến cái thời điểm gọi là tham lam hay là ảo tưởng tại vì các bạn thấy được là giá bitcoin đó sau khi mà đạt được cái mức là 60 bốn 65.000 đô thì có một được điều chỉnh sau đó các bạn thấy được là cũng đi hàng ngang trong vòng mấy ngày qua chúng ta thấy được là năm 2017 đó giá Bitcoin đi từ 10.000 đến 20.000 trong thời gian chỉ có 17 ngày mà thôi đó mới thực sự là một cái đợt gọi là blow up top nghĩa là cái đợt tên lửa cuối cùng của Bitcoin trước khi mà kết thúc Bitcoin vẫn chưa xuất hiện cái đợt tăng trưởng mạnh như vậy phải nói là có thể là Bitcoin phải đi từ cái mức là 50.000 lên tới 100.000 trong thời gian chỉ có 2 tuần thôi. Thì lúc đó thì mới bắt đầu lo sợ là chúng ta có thể đã đến đỉnh rồi dựa theo cái mô hình này. Và đối với là altcoin thì altcoin đi sau Bitcoin thường nghĩ là altcoin chúng ta chỉ mới bắt đầu bắt đầu đi vào cái thời kỳ media attention mà thôi chúng ta đã bắt đầu nghe nói tới một số bài viết lớn nói về Ethereum, nói về những đồng NFT vân vân nhưng mà vẫn chưa có sôi động. Các bạn thấy được là ngày hôm nay cũng có một số thông tin ở trên CNBC nói về những cái đồng NFT nhưng mà cũng chưa đến mức đó. Cho nên đối với lại Bitcoin đó thì có thể đi trước altcoin ở chính giữa cái phần media attention, cái phần mà truyền thông quan tâm và cái phần là hăng hái này. Còn những cái altcoin thì bây giờ có thể là chỉ mới bắt đầu đi vào cái thời kỳ mà được những đa truyền thông lớn quan tâm đến mà thôi. Có nghĩa là chúng ta đối với thuận nói chung đó, thì trường này chúng ta vẫn đang nằm trong cái thời điểm như thế này chúng ta vẫn chưa có đạt đỉnh và đương nhiên chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái dữ liệu on chain hôm nay chúng ta không nói về dữ liệu classno tại vì hiện bây giờ cũng không có gì uh, gọi là chúng ta cần phải lo lắng hết dựa theo những tài liệu on chain thì tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái uh, tài liệu này